em mời chị được không? Dạ, chị được lên luôn, không sao. Lên lại luôn, lên lại đó. Để em chọn người khác đúng không? Em phải đưa tay này xem em. Để chú nhìn vô đây. Rồi, mời em lên. Đó. Có anh nào đưa tay không ạ? Có một anh, một người có anh nào đưa tay không ạ? À, phải khác xíu. Đâu, thế này. Rồi, mời anh lên luôn. Đó, thấy không? Anh đứng lên, ok. Rồi, mời em đứng bên này nha. Rồi, cho em mời cái mic đi thôi. Rồi, anh đứng bên này luôn. Đứng gần chị này này. Đó. Rồi, giới thiệu qua mình một xíu nhỉ, em tên gì? Em tên là Huyền Trang. Huyền Trang ạ, rồi. Em tên gì? Em tên là Huy. Huy biết tên này làm gì không? Chưa biết đúng không? Chưa biết. Rồi, trước mắt là chúng ta chào khán giả các Huy, Huy lấy sự di chuyển trên cổ bạn này xuống được anh nhé. Khởi của anh nhé. Để chậm chậm nhá. Không lấy được. Cố gắng thôi. Đây, cho mày này. Đây là sợi dây chuyền. Đó. Quý vị nhìn thấy sợi dây chuyền không ạ? Em có cái nhẫn không? Mình cởi ra luôn đi. Mình làm luôn một lần đúng không? Có cái nhẫn nữa. Dạ không biết cái này hên xui à. Rồi em cởi ra. Ở đây có một cái nhẫn, một sợi dây chuyền. Để dí sỏ vào nhau. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Lần sau có nhìn thấy không ạ? Có đúng không? Rồi em ơi, em giơ trước mặt bạn ấy, em nói là em ơi, em nhìn nó lần cuối. Đưa qua đưa lại, em nói. Nói đi, đưa qua này này, rồi em nhìn nó lần cuối. Bên dưới có tờ giấy, đây là một tờ giấy, đúng không ạ? Gói nó lại. Bỏ chiếc nhẫn vào đây. Cái này bằng vàng này, anh xin lỗi là anh sẽ thử một lượt. Tay này chắc chắn không có. Lấy bần lửa đốt nó đi. Rồi, cảm ơn em. Thế rồi. Rồi cho anh mở cái vòng luôn. Thác cái vòng luôn đi. Cái vòng này bằng gì em? Cũng bằng vàng luôn. Cái vòng này nó hơi lớn, thì biến mất được, có vị đúng không? Thì gói này em thổi cái đi. Thổi mạnh anh. Vẫn còn cái vòng. Chậm tí nhỉ. Em thổi mạnh cái đó. Thổi mạnh. Thổi cái đi. Nào thổi. Rồi tầm em 1, 2, 3, chụp lại. Rồi mất cái vòng, cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ. Thực ra mỗi lần ra Hà Nội em diễn nhiều khi chỉ cần lấy nhiều luôn. Là được rồi, em có được. Bây giờ này nè, em có tiền không? Bây giờ đơn giản này thôi nhá. Bây giờ Việt Di sẽ chọn một khán giả bất kỳ đấy. Rồi em nhá, em đứng ở đây nhá, mình đứng lùi để cho mọi người nhìn thấy nhá. Đây có 5 số. Và bây giờ là em chọn bất số nào thì anh sẽ kiếm cái số đó, được không ạ? 5 số này em thích số nào? Số mấy? Nói lớn lên. Giơ tay lên, số mấy là số 3? Số 3 là cái số này đúng không? Chắc chắn là số này đúng không? Số 3 là cái gì đấy ạ? 500 ngàn. Ở đây rất nhiều con số em không chọn, mà em chọn con số 3 là 500 ngàn được rồi. Đây này. Có tivi, có điện thoại, có 500 ngàn, có chai rượu, có máy chụp hình. Rồi em lấy 500 ngàn đây. Ok, bắt liền, mình phải làm liền. Đó. Mượn. Bây giờ mượn người yêu đâu? Người yêu là anh cho anh mượn 500 ngàn. Có quý vị nào cho mượn 500 ngàn không? Lỡ anh này anh chọn rồi. Nào có ai có 500 ngàn không nhỉ? Đây. Có 500 ngàn. Cho mượn. Dạ. Bây giờ đây này. Đây là cái bóp này ở dưới là không có gì. Quý vị kiểm tra kỹ nhỉ? Em kiểm tra không có gì không? Sợ luôn. Thoải mái đúng không?
không có gì, em kiểm tra có không? Rồi, nó cầm đầu mã bia, không biết đấy. Vì em nhét nó vào đây nha. Đó, không gì giữ lại. Các bạn đây, đây có 500 ngàn, thì gấp lại. Em cầm đây. Rồi cũng có tờ giấy, đốt nó đi. May là không phải tiền em, đúng không? Quỹ đây cũng là 500 ngàn. Mình để vào đây. Chậm nha. Tay này không có gì, vì duy có cái ống. Lấy cái ống này nhét vào đây. Thấy không? Giữ là chậm nha. Chờ chút xíu. Giữ chặt tiền, giữ chặt, giữ chặt, giữ chặt tiền, giữ chặt. Nhìn trọng. Đó, nghe có cái viên pháo nhỏ nó nổ lên ghê. Em thấy không? Em thấy con tim em nó có đập mạnh không? Giữ là nó thấy đập mạnh không? Giờ mở ra. Rồi. Vẫn còn nguyên đúng không? Anh thổi nhẹ. Lấy ra thôi nè. 500 ngàn nó chạy trong cái lối. Em kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra. Kiểm tra nó có cái gì không? Kiểm tra thử khí, dỡ ra hai mặt. Không có gì đúng không? Chờ, tay đèo không có gì, quấn nó lại. Gói nó lại. Em thổi mạnh nghe các, thổi mạnh. Ở tay nhạc. Kỳ ân, nó nằm trong 500 ngàn. Ừ, cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ mình sẽ tặng một tiết mục này nữa. Em muốn lấy lại cái vòng đó, thì em làm cho ba sợi dây đấy nó bằng nhau. Sợi dây ngắn, sợi dây dài, sợi dây vừa vừa. Đấy, ba sợi dây em làm bằng nhau được không? Không bằng nhau được, ba sợi này không bằng nhau đâu. Đây là sợi dây bình thường. Em làm được thì anh trả lại cái vòng, không coi như là mất. Được không? Không có ai mà làm thế. Làm rất là bằng nhau. Rồi mời em về chỗ nha. Cảm ơn em cái vòng. Xin xin ý. Rồi mời em về chỗ luôn. Quý vị tặng quý vị mà cháu ba xe thì mình lùi đây một xíu để cho ở dưới nhìn thấy nha. Các cháu ở dưới nhìn thấy không? Ba xe ra không bằng nhau. Anh hãy cho em ít nhạc nha.